Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, tổ chức phản động cần loại bỏ. Tại tỉnh Đắk Lắk, trong những năm qua, trong lúc bà con tại các buôn làng đang yên ổn làm ăn, tham gia sinh hoạt đạo thuần túy, thì vẫn còn một số đối tượng lầm đường lạc lối, không chịu từ bỏ ý đồ chống phá đảng, nhà nước, phá hoại cuộc sống bình yên của buôn làng. Những người này đã nghe lời xúi dục của các đối tượng phản động, phun rô lưu vong, lôi kéo mọi người đi theo cái gọi là Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên là gì? Theo chỉ đạo của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ ở Mỹ, gọi tắt là UMCC, tổ chức phản động phun rô, núp bóng đạo tin lành. Tháng 5 năm 2017, một tổ chức phản động được nhen nhóm thành lập ở trong nước với tên gọi Giáo hội Tin Lành Đấng Christ Việt Nam, gọi tắt là ECCV. Do bị lực lượng công an đấu tranh quyết liệt nên thời gian qua, ECCV bị tan rã, số đối tượng cầm đầu của tổ chức này ở Đắk Lắk thường xuyên nghi kỵ lẫn nhau nên không liên kết lại để hoạt động. Tháng 9 năm 2019, do mâu thuẫn về quyền lợi, AGA, đối tượng phun rô lưu vong ở Mỹ, một trong ba đối tượng đứng đầu UMCC, hiện đang bị cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, đã tách khỏi UMCC, đồng thời chỉ đạo số đối tượng đã từng tham gia ECCV trước đây thành lập một tổ chức riêng để tiếp tục hoạt động chống phá. Tháng 9 năm 2020, AGA chính thức thay đổi logo và tên gọi của ECCV thành Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, gọi tắt là CHPC, tự nhận mình là người đại diện, đồng thời chỉ định nhân sự ban đại diện tạm thời trong nước gồm 5 thành viên do A Đảo, trú ở Sa Thầy, tỉnh Kon Tum làm giáo hội trưởng. Bề ngoài, CHPC tổ chức sinh hoạt tôn giáo bình thường với các hoạt động hát thánh ca, chia sẻ kinh thánh và cầu nguyện. Tuy nhiên bên trong, CHPC chính là một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của CHPC không có gì mới, tương tự như Tin Lành Dega trước đây và tổ chức phản động Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ ở Mỹ hiện nay. Đó là tập hợp tín đồ, là người dân tộc thiểu số ở trong nước, liên kết với các nhóm tin lành khác và số đối tượng phản động người Việt lưu vong, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá Việt Nam, đòi thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng cho người dân tộc thiểu số. Để phát triển tổ chức phản động của mình, AGA đã cộng tác liên kết với các tổ chức phản động nước ngoài khác như Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BPSOS của Nguyễn Đình Thắng ở Mỹ, Nhóm Người Thượng Đứng Lên Vì Công Lý MSFG của Equin Brap ở Thái Lan để tạo dựng, phát triển các nhóm lõi, tuyên truyền phát triển cơ sở bên trong. Thông qua các ứng dụng trên mạng xã hội như WhatsApp, GoToMeeting, AGA đã kết nối với các đối tượng bên trong để tuyên truyền, củng cố niềm tin, lôi kéo mọi người tham gia CHPC, mở rộng tín đồ, tập hợp lực lượng, từng bước công khai hóa hoạt động. Bên cạnh đó, AGA và các đối tượng phản động lưu vong khác tích cực móc nối, lôi kéo, hướng dẫn các tín đồ theo đạo tin lành thuần túy trong nước tham gia các buổi tập huấn trực tuyến về nhân quyền mà thực chất chính là các buổi đào tạo cách thức viết báo cáo vi phạm về nhân quyền, tự do tôn giáo, đào tạo kỹ năng hoạt động xã hội dân sự, hướng dẫn phương pháp thu thập, cung cấp các thông tin sai lệch về tình hình trong nước để xuyên tạc, vu cáo trên mạng xã hội và các diễn đàn quốc tế, hướng dẫn cách thức đối phó với cơ quan công an khi bị phát hiện. Với thủ đoạn này, từ tháng 9 năm 2020 đến nay, CHPC đã phát triển được một số tín đồ tại các tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum, Phú Yên và Lâm Đồng. Và lời thú nhận của những người lầm đường lạc lối. Sau một thời gian theo dõi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã nắm được toàn bộ hoạt động của tổ chức phản động Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, cũng như hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng tham gia trong nước. Qua mời làm việc với các đối tượng liên quan, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ nhiều phương tiện, tài liệu thể hiện việc tham gia CHPC cũng như hoạt động tập huấn trực tuyến của các đối tượng. Một trong những người tham gia CHPC tích cực nhất trên địa bàn Đắk Lắk đó là Ycret Bay, hay còn gọi là Amagun, sinh năm 1978, trú tại Buôn Kinea 2, xã Ea Ba, huyện Buôn Đôn. Ycret là đối tượng phun rô, bị xử phạt 8 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết. Năm 2013, sau khi ra tù được một năm, Ycret lại tiếp tục tham gia hoạt động cơ sở ngầm phun rô và bị cơ quan công an đấu tranh xử lý, đưa ra kiểm điểm trước dân. Với vai trò là quản nhiệm điểm sinh hoạt Buôn Kinea 2,
sau khi được liên lạc, lôi kéo, Ycret đã đồng ý tham gia CHPC và được AGA giao cho làm thủ quỹ của ban điều hành tạm thời. Từ tháng 3 năm 2020 cho đến khi bị phát hiện, Ycret đã tích cực lôi kéo 15 người, hầu hết là các tín đồ tin lành sinh hoạt trong điểm nhóm tại gia của mình, tham gia CHPC. Ngoài ra còn có một số đối tượng khác như Inuen Aywin Amadawit, sinh năm 1967, chú buôn Puan B, xã Eafe, huyện Krông Park, Y Chới Bực Krông Amahanan, sinh năm 1972, chú buôn Khom Leo, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, Y Yuan Ba Amahawan, sinh năm 1966, chú tại buôn Knea Ba, xã Ea Ba, huyện Buôn Đôn, là những đối tượng tích cực tham gia phát triển CHPC trên địa bàn Đắk Lắk. Quá trình làm việc với cơ quan công an, những người này khai nhận được sự chỉ đạo từ AGA và các đối tượng cầm đầu bên ngoài, họ đã tiếp tục đi tuyên truyền, vận động, lôi kéo những người thân trong gia đình, các tín đồ sinh hoạt đạo thuần túy nhẹ dạ cả tin khác trong buôn cùng tham gia. Thủ đoạn lôi kéo mọi người của các đối tượng vẫn là những luận điệu cũ rích, đó là tham gia CHPC để về lâu dài sẽ thành lập tôn giáo riêng, nhà nước riêng cho người Tây Nguyên. Và nếu sau này nhà nước DEGA thành công thì những người tham gia sẽ được chia đất đai, nhà cửa, tài sản, phong chức tước. Để quảng bá cho CHPC, theo chỉ đạo của AGA, Ycret đã cùng Inuen đặt in 100 cuốn lịch Tết Nguyên đán 2021 mang biểu tượng của CHPC để phát cho tín đồ ở các điểm nhóm. Bản thân Ycret đã tập hợp gửi các bản tường trình báo cáo xuyên tạc về tình hình tôn giáo, nhân quyền cho phản động bên ngoài để tập hợp, báo cáo cho phản động lưu vong, phản ánh sai lệch cho các tổ chức quốc tế, gây sức ép, làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Còn Inuen, với vai trò giáo hội phó CHPC, Inuen cũng đã lôi kéo 4 người tham gia, thu thập gửi một số bản tường trình vu cáo chính quyền, vu cáo lực lượng công an vi phạm tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Đối với Y Chới Bực Rông, sau khi được tuyên truyền lôi kéo tham gia CHPC, từ tháng 11 năm 2020 đến nay, Y Chới đã tham gia nhiều buổi tập huấn nhân quyền trực tuyến do Y Quynh Brap và Nguyễn Đình Thắng giảng dạy, đồng thời viết một số báo cáo với nội dung vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo gửi cho AGA. Để nuôi dưỡng cho hoạt động trong nước, các đối tượng phản động bên ngoài đã nhiều lần gửi tiền cho số cầm đầu, cốt cán trong nước để củng cố niềm tin hoạt động chống phá. Tuy nhiên, A Đảo, Ycret, Inuen đã trục lợi cá nhân, ăn chặn và thậm chí mâu thuẫn nhau về việc chia tiền. Từ những âm mưu, ý đồ hoạt động và những chứng cứ thu được đã thể hiện, Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên chính là một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Do đó, mọi hoạt động liên quan đến tổ chức này đều là hành vi vi phạm pháp luật. Mặc dù sau khi bị phát hiện, các đối tượng tham gia CHPC trên địa bàn Đắk Lắk đều đã thừa nhận, cam kết từ bỏ. Tuy nhiên, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm của từng người mà cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật. Thực tế, tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, đa số các chức sắc, tín đồ, các tôn giáo được tạo điều kiện sinh hoạt tôn giáo thuần túy, chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Riêng đối với đạo Tin Lành, ngoài 5 tổ chức đã được nhà nước công nhận gồm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, Hội Thánh Tin Lành Cơ Đốc Phục Lâm, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão, Hội Thánh Truyền Giáo Cơ Đốc và Hội Thánh Tin Lành Liên Hữu Cơ Đốc, vẫn còn hàng chục tổ chức, hệ phái Tin Lành chưa được công nhận tư cách pháp nhân, chưa được đăng ký hoạt động như Tin Lành Truyền Giảng Phúc Âm, Tin Lành Liên Hữu Báp Tít, Tin Lành Phúc Âm Đời Đời. Với tổng số hàng chục ngàn tín đồ, các tổ chức, hệ phái này vẫn được tạo điều kiện để hoạt động ổn định. Tuy nhiên, thời gian qua, các thế lực thù địch bên ngoài, nhất là số phun rô lưu vong tiếp tục rêu rao ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, chỉ có tôn giáo quốc doanh, không cho các tổ chức Tin Lành được đăng ký hoạt động. Một lần nữa, chúng ta cần khẳng định rằng nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Nhưng bên cạnh đó cũng nghiêm cấm việc lợi dụng tôn giáo để xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Mỗi tín đồ tôn giáo bên cạnh việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cần phải thực hiện nghĩa vụ công dân của mình trên cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Qua đây, mỗi chức sắc, tín đồ và người dân hãy đề cao cảnh giác, không tin, không nghe các đối tượng lôi kéo tham gia vào các hoạt động tôn giáo để chống đảng, nhà nước, vi phạm pháp luật, đồng thời tích cực tố giác, phối hợp với chính quyền và lực lượng công an các cấp, ngăn chặn, góp phần loại bỏ cái gọi là Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên ra khỏi cộng đồng.